Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Và ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay nhé. Nghi vấn giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, bí mật sinh con cho bạn trai thiếu gia đã xôn xao khoảng thời gian dài gần đây. Mới đây, các fan đã tinh ý phát hiện ra một chi tiết đặc biệt trong chuyến du lịch của Hòa Minzy và gia đình Hoa Dâm Bụt. Điều này càng khẳng định thêm việc Hòa Minzy đã sinh con cho bạn trai đại gia. Trước tin đồn đã sinh con cho đại gia, Hòa Minzy không đưa ra bất cứ lời giải thích nào mà chỉ kêu léo phủ nhận bằng những tấm ảnh đi chơi và khoe body thon gọn trên mạng xã hội. Ngoài ra, trong một số cuộc trò chuyện nhỏ trên Instagram, Hòa Minzy chỉ trả lời chung chung về khoảng thời gian ở ẩn gần một năm để làm những việc quan trọng khác. Tuy nhiên mới đây, tin đồn Hòa Minzy đã sinh con đầu lòng tiếp tục trồi lên. Cụ thể, trong một đoạn video được Hương Giang chia sẻ lên Facebook cá nhân về chuyến du lịch chung với gia đình Hoa Dâm Bụt, vô tình để lộ chiếc xe đẩy em bé. Cộng đồng mạng cho rằng, trong hội bạn thân chưa ai có gia đình lẫn người yêu ngoại trừ Hòa Minzy, chắc chắn chỉ có Hòa Minzy là người vừa sinh con xong và sử dụng xe đẩy để cùng đưa em bé đi chơi. Từ giữa năm 2019, tin đồn về Hòa Minzy được dấy lên mạnh mẽ khi cô lui về ở ẩn và ít tham gia các hoạt động của showbiz hơn hẳn. Trong lúc này, những dấu hiệu về việc sinh nở của cô khá rõ nét, như là thường xuyên mặc đồ rộng, lộ vòng eo lớn. Tuy nhiên, đến hiện tại, Hòa Minzy vẫn im lặng và không có bất cứ phản hồi nào về tin đồn này. Trước đó, Hòa Minzy còn có những chia sẻ ngọt ngào về bạn trai nhân dịp sinh nhật mình và cũng là kỷ niệm 3 năm yêu nhau trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ gọi bạn trai là chồng và còn gửi lời cảm ơn tới mẹ chồng, khiến nhiều người chắc chắn Hòa Minzy đã kết hôn. Nữ ca sĩ viết, chúc mừng kỷ niệm tình yêu của bọn mình, đã cùng nhau trải qua biết bao yêu thương, cãi vã, rồi cùng nhau có thật nhiều cảm xúc, cả của cải to đùng. Cảm ơn chồng và mẹ chồng đã luôn thấu hiểu bỏ qua những sự phức tạp trong ngành nghề của vợ. Luôn ủng hộ và hỗ trợ vợ cả tinh thần lẫn vật chất để vợ có thể làm được những điều vợ mơ ước. Mong gia đình ta mãi vui vẻ hạnh phúc một đời bình an. Hòa Minzy cũng giải thích lý do dù có bạn trai đại gia nhưng cô vẫn phải bán nhà để thực hiện MV mới ra mắt, không thể cùng nhau suốt kiếp. Theo đó, bạn trai và gia đình bạn trai đã giúp đỡ cô thời gian đầu. Tuy nhiên, do có nhiều chi phí phát sinh, MV lại thực hiện đúng đợt dịch Covid-19 bùng phát, gây khó khăn do nhiều công ty doanh nghiệp nên Hòa Minzy đã quyết sinh, tự lực cánh sinh. Dù chồng có muốn vợ cũng không để chồng làm vậy vì dưới chồng đang có nhiều công nhân, nhân viên cần chồng lo toan, nữ ca sĩ viết. Những chia sẻ của Hòa Minzy nhận được sự đồng cảm từ khán giả. Người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng và hy vọng nữ ca sĩ luôn hạnh phúc với bạn trai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình nghe tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.